Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ dạy cho mọi người cắt một cái áo như trong hình. Và sau khi cắt rập thì cắt trực tiếp lên trên vải nhá. Và để yêu thích cái kênh của mình thì mọi người bấm chia sẻ và đăng ký kênh của mình để còn xem những mẫu tiếp theo nhá. Mình sẽ cố gắng ra mỗi ngày từ 1 tới 3 mẫu. Nếu ngày nào mình rảnh mình có thể ra nhiều hơn, và ngày nào mình bận thì các bạn thông cảm nhá. Bởi vì mỗi người một công việc và nó cũng rất là bận. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mỗi ngày một mẫu. Nếu có thể thì một ngày khoảng 3 mẫu. Và tùy theo thời gian của mình nhá. Và bây giờ mình sẽ dạy cho mọi người cắt cái áo ở trên mẫu. Thì đầu tiên để cắt được một cái áo trên mẫu thì các chị cắt cho em một cái rập cơ bản. Rập cơ bản này thì ví dụ em cắt theo số đo nào. Cái số đo em cắt của cái áo mà bây giờ em sẽ cắt lên vải cho khách là ngực 86, eo 73 và mông cũng 86 luôn. Vậy cái cổ này thường thường ấy thì em vẫn dạy các chị là các chị thích hạ cổ tim sâu hay nông, hay muốn vào sâu như thế nào thì các chị cứ theo cái phong cách là nó có một cái vòng cổ cơ bản đúng không ạ? Vậy thì mình cứ vào cổ 6 phân rưỡi, xuống cổ 6 phân rưỡi đánh thành hình vòng cổ đi. Sau đó là mình vào cổ, một là vào cổ từ đầu cổ này, đầu đường cổ này, các chị hiểu không ạ? Vào tới đây các chị tính được thì tính, còn không thì các chị lại tính ngược lại từ vai con chạy vào tới bên này. À, các chị lấy cho em khoảng từ 9 phân quay ngược lại về đây, có nghĩa là từ 9 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân, 8 phân tùy. Vậy thì các chị tùy các chị nhá. Và từ trên đầu vai các chị hạ xuống dưới cái cổ này thường thường là 12 cho tới 15 phân, các chị hiểu không ạ? Và tùy các chị có thể hạ từ cái điểm ngang ngực này, ngang hạ vòng nách đây này, lên đây khoảng 5 đến 6 phân. Hoặc nếu muốn trễ cái cổ xuống dưới thì hạ từ đây lên đến đây khoảng 3 phân thôi. Tùy theo các chị thích sexy nhá. Và có những chị thì họ còn thích hở xuống dưới thì họ sẽ kẻ xuống tít cái cổ tim này xuống tận tới cái vòng ngang ngực này, các chị hiểu không ạ? Đấy, và tùy theo các chị hạ. Và cái cổ này khi cắt cho khách thì em sẽ hạ từ bên đầu vai vào tới đây, em tính cổ này là vai 34 này, vai 34 nhá. Và từ bên cái đầu vai này em lấy vào đây là 7 phân. Sau đó là em lấy từ dưới cái đường này, đường ngang ngực lên đây là 7 phân, thấy không ạ? Vào vai 7 phân, dưới này lên đây 7 phân. Sau đó là em nối lại, nối xéo lại, thấy không ạ? Nối xéo lại và em đánh cong vào cho nó 2 phân, nó sẽ ra cổ tim. Sau đó cái đường hạ từ trên cái đầu ngực này này, thường thường em dạy các chị hạ 19-20 phân, hạ eo 35 phân. Và tính cái áo này thì quan trọng của cái áo này thì nó là khi đã tính được vòng cổ rồi, các chị tính vòng ngang ngực cho em. Cái áo này các chị không cần may khóa hông, và để không may khóa hông mà các chị rút vào được thì đây là đường gấp đôi này. Đấy, đây là đường gấp đôi. Bây giờ em sẽ chỉ cho các chị cách cắt của cái áo này thành hai cách. Một cách là các chị có thể cộng cái đường nẹp vào đây, các chị hiểu không ạ? Cộng cái đường giao khuy 1 phân rưỡi 2 phân vào đây và tính phần nẹp của nó, gắn thêm một cái nẹp thì tức là nó sẽ biến thành áo sơ mi cài cúc, các chị hiểu không ạ? Đấy là đầu tiên nhá, áo sơ mi cài cúc. Tiếp đến, không muốn mặc cài cúc thì các chị cắt cho em. Đấy là cách em nói rồi nhá. Khi cái rập chuẩn như thế này thì các chị có thể tính thêm 1 phân rưỡi giao khuy và cộng cái phần nẹp như là em dạy cho các chị cắt áo sơ mi cài cúc á. Thì đấy là cộng nẹp rời, các chị hiểu không ạ? Cộng nẹp rời hay nẹp điền là do các chị tự tính và gắn nó vào, gắn thêm giấy vào phần này, nó sẽ biến thành cái phần áo sơ mi cài cúc. Còn đây, cái áo này là khách của em đặt là không hề có cài cúc, nó họ sẽ yêu cầu em là may quay. Vậy thì may quay tức là cái đường này là phải gấp đôi. Đấy. Và cách tính ngực thì tính như sau. Đây là đường ngực 1/4 của 86 tức là 21,5 phân. Đúng không ạ? 21,5 em sẽ cộng cho nó thêm 2 phân bên sườn. Tiếp, dưới này eo 73 chia 1/4 tức là 18 hơn nhỉnh 18/2 và đếm đủ 18/2. Sau đó các chị cộng với cái bên này, các chị cộng với cái bên này khoảng 2 hay 3 phân thì các chị như em thì em cộng vào là 2 phân rưỡi. Sau đó cộng với 2 phân rưỡi đường mi ben thì các chị phải cộng cử động cho nó là ít nhất là 2 phân, các chị hiểu không ạ? Ít nhất phải được 2 phân thì các chị mới rút cái áo này vào được. Còn nếu mà các chị cộng 1 phân như áo sơ mi bình thường thì nó sẽ không rút vào được. Đấy. Nếu mà cái áo bên này các chị cộng với cái nẹp để các chị cài cúc
Thì cái chỗ này các chị chỉ cộng cho em thêm nửa phân hoặc một phân, chứ không cộng nhiều các chị đúng không ạ? Cái cộng cử động ấy. Còn khi mà cái áo mà các chị may quây ở đây thì chắc chắn các chị phải cộng cái đường này ra ít nhất được 2 phân thì các chị rút vào nó mới dễ, nếu không nó sẽ khó rút nhá. Nhớ không ạ? Khi mình có nẹp ở đây thì khi mình khoác áo vào rồi mình mới cài cúc thì là mình phải may ôm cái eo này nó mới đẹp. Đấy, đấy là cách áo sơ mi cài cúc. Còn cái áo mà không cài cúc mà các chị muốn rút thẳng vào qua cái đầu cổ thì các chị phải cộng với 2 phân thì nó mới được nhá. Và tiếp đến các chị phải tính cái 1 phần tư mông này. 1 phần tư mông cộng với ở dưới này, các chị lưu ý giùm em, 1 phần tư mông của nó là 86 thì cũng vẫn là 21 như vòng ngực. Nhưng dưới mông này, nếu các chị cho bo thun nhá, nếu các chị cho bo thun thì các chị phải cộng ra cho em. Cho bo thun thì các chị phải cộng ra là 21 rưỡi này. Đấy không? Các chị cộng thêm cho nó là thành 25 phân. Đúng không ạ? Thành khoảng ít nhất là 25 phân hoặc 26 phân, tức là cộng thêm từ 21 rưỡi này cộng thêm 4 hoặc 5 phân hoặc 3 phân, tệ nhất phải được 3 phân, còn không thì cộng thêm 4 phân là trung bình nhất. Để cho làm gì? Để cho khi các chị may bo thun vào đây thì nó với rút vào áo cho nó thoải mái dễ dàng. Và đấy là bo thun nhá. Còn ngược lại, nếu các chị không may bo thun ở dưới này mà các chị may quây bình thường thì các chị có thể cộng 1 rưỡi như bình thường của áo sơ mi. Và chỗ này các chị phải cho nẹp. Đấy là rồi nhá. Đấy. Và vậy thì cộng 2 này, em sẽ cắt theo cái áo này nè. 1 phần tư ngực cộng 2, 1 phần tư ngực cộng 2, 1 phần tư eo cộng 2 với cộng ly, cộng 2 cử động và cộng ly nhá. Dưới này 1 phần tư mông cộng với 3 hoặc 4. Đấy. Và bây giờ cắt cái thân sau, dùng cái thân trước đặt lên cắt cái thân sau. Các chị cắt thân sau thì khi cắt áo sơ mi mà không cắt áo sơ mi này, nó sẽ không có cái ni ở bên sườn nhé các chị nhá, em sẽ không cắt ni bên sườn. Còn trường hợp mà các chị cắt ni bên sườn thì các chị phải hạ. Đây các chị nhớ cách không ạ? Khi mình cắt cái ni bên sườn này thì nó sẽ bị thu cái sườn này bé lại. Thì cái sườn này thân sau nó sẽ phải hạ xuống sâu hơn, giả để cho nó bằng với cái đường sườn của thân trước khi nó bị thu ni lại. Đấy, và khi nó thu xuống. Đấy, khi nó bị thu xuống dưới này đúng không ạ? Thì cái đường vai con trên này đấy nó sẽ bị nhiều ra. Đấy, thấy không ạ? Nó giả cho cái thân trước để nó đánh cong xuống thì nó sẽ bị dài ra và mình phải gọt bớt cái đường vai con mình rông này. Nhưng cái áo này em cắt không hề có. Các chị nhìn đúng không ạ? Cái áo này em cắt không hề có đường ni sườn. Đấy, thấy không ạ? Không có ni sườn và may thẳng lên bình thường thì các chị phải rông cho nó khoảng 2 phân rưỡi tới 3 phân đường chồm vai đây này, và các chị bẻ xuống. Đấy. Và quy cách mà không muốn có chồm vai thì em đã dạy các chị rồi. Thay vì em dạy các chị hạ từ trên vai này xuống hạ vòng nách 19 hoặc 20 thì các chị cộng luôn cái phần rông vai này vào thêm 1 hoặc 1 phân rưỡi rông vai này này, thì các chị sẽ không cần phải có chồm vai nữa nhá. Còn cái cách em cắt thì em thường thường hay cắt chồm vai để cho cái áo nó đẹp hơn. Còn các chị không thích chồm vai thì thay vì hạ 19 hoặc 20 phân cái vòng nách trước thì các chị hạ lên luôn cho nó bằng, cộng cả cái phần rông vai này gấp đôi vào đây thì các chị cộng thành 21 hoặc 21 rưỡi thì các chị sẽ không phải cắt đường rông vai nữa, và khi các chị cắt thì thân trước thân sau nó đều bằng nhau. Đấy nhá. Đấy. Và khi mình cắt như thế thì các chị cắt cho em một cái thân sau như thế này. Và từ trên này các chị kẻ ngang sang, đúng không? Kẻ ngang sang đây và đánh xuống cổ 4 hoặc 5 phân. Các chị đánh xuôi vòng cổ, đấy nó đã thân sau. Và cái thân sau này các chị cũng cho cái ni vào đây. Đấy. Và khi cho vào ni các chị kiểm tra giùm em 18 này. Đó, 1 phần 4. Các chị cộng với phần ni của nó là 2 phân. 2 phân ni thân sau. Và các chị cộng với cử động của nó là 2 phân như thân trước hoặc 2 phân rưỡi. Các chị tùy nhá. Các chị có thể cộng cho nó cử động ở cái eo này 2 phân, 2 phân cộng với ni và cộng với đường cử động là 2 phân hoặc 2 phân rưỡi, 3 phân đều được. Nhưng không được cộng nhiều quá, cộng nhiều quá thì cái áo nó rộng nhá. Và khi các chị cắt như thế này thì đây là thân sau và đây là thân trước. Vậy cái thân trước này nó có một cái đường bèo. Đấy, bèo thì em sẽ lấy từ cái đường đầu vai này vào tới trong cái đường bèo là 3 phân. Đấy, và xuống dưới cổ này thì thay vì cái đường hạ ngang ngực này em sẽ đánh xuống đây khoảng 4 phân, thấy không ạ? Và em kẻ xéo
Đấy, và tùy nhá, nếu các chị muốn cho cái bèo nó xuống sâu hơn thì các chị đánh xuống từ đây xuống đây 4 phân thì các chị đánh xuống 6 phân thì nó sẽ sâu cái bèo xuống nùi dưới này. Thấy không ạ? Đấy, nó sẽ đánh sâu cái bèo xuống nùi dưới trên này một tí. Và em thì bản thân em khi mà mình đóng thùng rồi em không thích cho cái bèo nó nùi xuống dưới, em thích cho cái bèo nùi lên trên một tí cổ. Thì em sẽ đánh từ trên này, từ trên đường này xuống đây 4 phân và em nối lại, sau đó em đánh cong cái vòng của nó. Đó. Và khi đánh cong thì các chị nhớ này. Đấy. Các chị đánh cong cái đường này. Đấy. Và khi các chị đánh rồi thì các chị phải kẻ cái đường thân sau. Vậy cái thân trước của các chị này, thấy không? Các chị rã tới đây thì thân sau các chị cũng phải rã vào tới đây. Đấy, để làm gì? Để khi hai cái vai của thân thân trong này các chị ráp trùng vào với nhau thì cái phần còn lại của thân trước, thân sau, cái vai con bên này nó trùng vào với nhau. Và các chị đây. Đấy. Và cái thân sau này các chị đừng cho nó xuống chúi, nó không đẹp. Và các chị đưa nó ra đây. Đưa nó ra đây này. Đưa nó khoảng 10 phân. Các chị đánh từ trên vai này xuống đây khoảng 10 phân, các chị kẻ ngang sang, thấy không ạ? Và các chị có thể đánh cho nó tròn. Đó, đây là cách thứ nhất nhá các chị nhá. Đây là cách thứ nhất mà các chị có thể đưa cái đường bèo nó chạy từ cái đường vai này vòng ra phía thân sau này, đúng không ạ? Và ngược lại, chị nào không thích cho nó vòng phía thân sau thì các chị có thể đánh vòng nó ra thân này. Đấy, các chị có thể đánh vòng nó ra cái thân của cái bên này. Đấy, các chị nhớ không ạ? Thay vì mình đánh vòng sang bên đó. Đấy, mình có thể đưa cái đường bèo nó lại chạy sang bên này. Đấy. Và không chạy sang bên này, mình có thể đánh cái bèo vòng qua bên này. Đấy, nó đi theo ra phòng ngách. Có nghĩa là các chị muốn nó đi đâu thì nó đi, nhưng bản thân em thì em muốn cho nó chạy sang đây. Vì thế em sẽ rẽ cái thân này chạy sang đó. Đây nhá. Em sẽ rẽ cái thân này chạy sang đây. Đó, và đây là cái tấm của thân sau này, các chị đánh dấu vào. Thân sau trên này, đây là thân sau trên nhá. Đấy, miếng ở trên. Và đây là thân sau dưới. Và đây là gấp đôi này, thấy không ạ? Phần này cũng gấp đôi này. Đấy, đây là được cái thân sau nhá. Và tiếp đến các chị. Các chị cắt cái thân trước. Thì các chị cũng phải rã cái đường này ra để các chị xé đường bèo. Đấy. Và sau khi bây giờ em sẽ dạy cho các chị cắt cái áo. Và đây là thân trước này. Thân trước trên nhá. Thân trước trên nhỏ này và thân trước. Và thân trước dưới. Đó. Như thế này, được hai miếng. Tiếp đến. Các chị cắt cái tay này. Vòng nách tay thì các chị đo tổng hai vòng nách thân trước và thân sau chia làm hai. Và khi các chị lấy 1/2 vòng nách trước sau, trước vòng nách trước cộng với sau này thì bằng 1/2 bằng 44 chẳng hạn. Rồi mình chia ra, chia làm đôi được 22 thì mình trừ 1. Có nghĩa là các chị cứ đo tổng cái vòng nách của các chị được bao nhiêu. Các chị hiểu không ạ? Đo tổng vòng nách được bao nhiêu thì các chị lấy 1/2 trừ đi 1. Ví dụ được 22 thì trừ đi 1, mà được 21 thì trừ đi 1, có nghĩa là như thế. Vậy cái bắp tay này của họ là 29 phân này, cho nên nó là 14 phân rưỡi. 1/2 của 29, cái phần bắp tay là 29 này. Thì 29 chia cho 2 sẽ được 14,5 phân. Em sẽ cộng cho nó thêm 3,5 phân. Đấy, các chị thấy không ạ? Ít nhất các chị, cái áo này ít nhất các chị phải cộng cho nó được là từ 2 cho tới 4 phân cử động. Và cái áo này thì em sẽ cộng cho nó là 3 phân đi. Em sẽ cộng cho nó là 3 phân. 1/2 của bắp tay là 14 rưỡi cộng với 3 phân. Sau đó là lấy cái điểm 3 phân này gióng xéo lên đây. 1/2 vòng nách trừ 1 là bao nhiêu phân thì gióng xéo theo cái đường này. Và 1/2 vòng nách trừ 1 của nó là 21 rưỡi. Đây. Đấy. Khi được 21 rưỡi thì các chị biết là cái đường nó tới đây rồi. Và tổng khi các chị đánh cua cái đường này, khi các chị cua cái vòng tay này, thấy không ạ? Các chị cua vòng tay này thì nó chỉ là cái tay không nhúm. Các chị hiểu không ạ? Nếu các chị không nhúm đầu tay thì các chị cắt y như kiểu này cho em. Và cái áo này em đưa cái vòng nhúm nó lên cao để cho nó có một độ nhúm. Thì em sẽ đánh thêm cho nó từ đây lên đây khoảng 3 phân. Sau đó là em kẻ xéo lên.
em cho nó nhúm nha các chị nha, vì thế khi em cho nó nhúm em sẽ kẻ lên đây 3 phần, sau đó này em đánh cong chia làm 3 phần và đánh cong nó lên đây. Thấy cái này nó chưa mở. Đấy, chia làm 3 phần và đánh cong lên. Đó. Và các chị thấy không? Khi mà đánh cong lên ấy thì các chị đánh cho cái đầu này này, nó tròn tròn vào nhá. Nó vuông góc, đây nó tròn để nó vuông góc cái góc này thì cái đầu tay nó mới đẹp. Và các chị cắt cái đường này. Đấy. Và em muốn cho cái đầu tay này nó có độ nhúm một tí cho nên em dông nó lên. Các chị dông ít nhất từ cái đường cũ này lên đây từ 2 cho tới 3 phân. Từ 2 cho tới 3 phân và các chị đánh cong cái đầu. Đấy, để cho nó đẹp nhá. Và khi các chị đánh rồi thì đây là cái đoạn tay thì các chị đánh cong ra đây. Đầu tiên là các chị đánh cong vào một phân cho cái đoạn này. Đấy. Từ cái đoạn ngang tay này xuống đây khoảng 6 phân thì các chị đánh cong nó vào khoảng nửa phân hoặc một phân. Sau đó là các chị phải đi le ra ngoài. Đấy, các chị phải đi le ra ngoài và đây 10 à. Đấy, đánh vào đây một phân là 10. Đây nha, ngang đây là 18 phân này, xuống đây còn 17 phân này và đánh loe ra đây là 21 phân này, thấy không ạ? Ra đủ cái chiều dài tay từ đây xuống đây, chiều dài là 35 phân và các chị đánh loe ra cái đoạn này là 21 phân. Sau đó là đánh vuông góc cái đầu tay này vào. Đấy, cái chỗ này là các chị phải đánh cho nó vuông góc này. Đánh cái đầu tay này vào cho vuông góc. Và các chị gọt đi. Đó. Khi các chị gọt đi thì cái góc này nó phải vuông này. Và cái góc dưới này cũng vuông. Và các chị nhúm cái đường chun này vào cho em. Thì nó sẽ ra cái tay của nó rồi nhá. Nó ra cái tay nhúm như trong cái hình. Các chị chỉ nhúm có nửa cái tay này thôi. Em sửa cái gì? Bóc cái ống lại. Bóc cái ống vỏ đấy đi chiều đấy nhá. Giờ được không? Chị đang livestream giờ, chị không thấy đâu nhá. Chị không nhận bây giờ. Đây nhá, các chị nhúm có nửa cái tay này thôi nhá các chị nhá. Các chị nhìn trong cái hình của nó là nó chỉ nhúm thun có nửa cái tay này thôi. Và cái tay nó nhúm từ trên cái đường này này xuống đến đây. Các chị chạy cho em khoảng 5 phân cho tới 7 phân. Đây nhá. Nó di động từ 5 cho tới 7 phân từ trên đường này xuống đến đây. Và các chị chỉ nhúm từ cầu tay này chạy ra tới đây. Có một nửa đây thôi. Các chị rõ không ạ? Đấy. Hoặc là các chị có thể nhúm vào tới đây. Có nghĩa là nhúm đi thành 2 phần. Và chừa lại cái phần phía này là không có nhúm. Và khi các chị cắt như thế này này. Đấy, các chị sẽ thấy cái tay của nó vuông góc này. Và nhúm một nửa như thế này nó thành hình cái tay nhúm như trong hình nhá. Và trên này nhớ không ạ? Trong cái hình thì em nhìn nó không biết là nó, em nhìn nó không rõ đâu. Nó sẽ không nhúm ở trên này. Nhưng em đã đặt trường hợp cho các chị nếu không nhúm thì các chị có thể cắt theo cái đường phía trong này. Nếu các chị không thích cắt cho nó nhúm, đúng không ạ? Đấy, và thích cắt cho nó nhúm thì các chị dông nó lên từ đây cho đến đây là 2 hoặc 3 phân. Sau đó là đánh cong cái đường này nồng ra. Và tí nữa các chị nhúm cái phần này lại để may vào cái phần tay. Thì cái chỗ này nó cũng được một tí nhúm, các chị hiểu không ạ? Đấy. Và yêu cầu là cái tay này nó không được rộng lắm. Chính vì vậy mà các chị phải đưa cái đầu nhúm đầu này lên, chứ không đưa cái đầu nhúm phía này. Đấy. Khi các chị đưa đầu nhúm phía này lên thì cái đầu bên này này, đấy, thì cái đầu bên này nó vẫn đánh chúi vào trong như thế này. Các chị hiểu không ạ? Khi mà các chị dông cái đường này lên thì các chị chỉ đánh chúi cái đầu này và để cho cái độ nhúm ở đầu này nó ra thẳng đây thì nó lại là kiểu khác nữa. Các chị hiểu nhá. Đấy. Và bây giờ khi ghé cắt xong rồi thì bây giờ là cắt vào áo nhá. Cắt vào áo này. Cắt vào áo thì các chị cắt cho em như sau nhá. Để mà cắt vào áo thì các chị nhìn giùm em nào. Cái nẹp của nó cái miếng bèo của nó to bản cái miếng bèo của nó là khoảng 6 phân.
to bản cái miếng bèo của nó là từ 5 cho tới 7 phân. Thì tùy các chị thích cắt miếng bò bèo to hay bèo nhỏ, từ 5 cho tới 7 phân. Và ở đây thì em cắt miếng bèo này là 7 phân kể cả đường may nhá. Các chị cắt miếng bèo 7 phân cả đường may, và khi các chị may vào rồi thì nó sẽ thụt xuống còn. Đấy, các chị cứ xé vải mà mảnh nào có thể xé thì xé nhá. Còn mảnh nào mà các chị không xé được thì các chị bắt buộc phải đo thước mà cắt ra. Còn cái khổ vải von này thì nó rất là dễ xé. Và khi nó nhăn nhăn thế này mà các chị đưa vào bàn ủi là nó phẳng tắp ra luôn. Đấy. Và khi các chị cắt cho em khoảng các chị đo cái vòng này này. Đây nhá, cách tính bèo. Thì nếu mà các chị có vải nhiều thì cứ xé cho em hai khổ vải 7 phân như thế. Thì các chị may vào cái vòng này chắc chắn là nó dư bao nhiêu thì mình vớt bớt đi. Còn nếu mà các chị không có đủ vải để mà làm, mà các chị muốn tính cho nó keo kiệt, cho nó vừa đủ cái ý là mình tính cho nó vừa đủ theo cái cách em nói rất là xuồng xã. Có nghĩa là nếu mình cảm thấy vải không đủ mà mình phải keo, mình phải tính cho nó đủ, thì bắt buộc các chị này phải đo cái chiều dài của cái vòng này này, đúng không ạ? Đo chiều dài từ đây đến đây là bao nhiêu. Sau đó, đây, em đo thử cho các chị xem nhá. Đo thử từ chiều dài này, của cái này này. Đấy, nó hết một vòng, tới đây là 27. Vậy thay cái vòng thân trước, tức là 54, đúng không ạ? Xong cộng thêm một cái vòng này nữa. Đây, 27 là 54, cái này 22 thành 44. Vậy 44 cộng với 54 thì 45 đi. 45 cộng với này 55. Đấy, nó sẽ ra là 100. 100 thì các chị cứ tính cho em là thành 150. Đó, các chị cứ tính là một vòng này của nó là thành 100. 100 thì tính thành 160 cho tới 108 thì các chị sẽ chiều dài của nó 108 thì các chị sẽ đủ cái vòng nhúm của nó. Và khi các chị cắt đủ vòng nhúm của nó ấy, thì các chị đây, các chị đo một khổ vải này này, đây nó mới được có 100 đây này, đúng không? Gấp đôi này mới được có 100. Vậy cái chỗ này nó còn có, cái chỗ này nó còn có 18 là 36 phân thì nó chưa đủ. Vì thế cho nên em khuyên các chị là cứ cắt hai cái tấm này, còn bao nhiêu thì vứt đi. Và em thì thường thường là cắt như thế. Đấy, em thì cái vải em cứ cắt gấp đôi, 7 phân thì em xé thành hai tấm và em may cho nó thoải mái. Đấy, còn dư thì nó chỉ còn dư ít thôi các chị, nó không dư được nhiều đâu. Và các chị nhúm bèo cho nó đầy đủ, cho nó đẹp là được. Đấy, tiếp đây là được hai cái tấm bèo rồi nhá. Tiếp này, đến một cái tấm vòng cổ thì các chị cắt này, một là các chị có thể cắt vòng cổ vải ngang. Đây, nếu mà các chị có vải xéo thì nên cắt vải xéo, còn nếu không có vải xéo thì nên cắt vải ngang, các chị hiểu không ạ? Cắt vải xéo nó sẽ đẹp hơn, bởi vì khi cắt vải ngang như thế này, vải ngang này thì cái nẹp đó nó khoảng 2 phân. Cái nẹp đấy nó khoảng 2 phân, đúng không? Thì mình cắt nó khoảng 6 phân. Cái nẹp đó thành phẩm của nó 2 phân thì mình cắt 6 phân này, đúng không? Thì mình cũng cắt một cái này. Đó. Sau đó là các chị, đây là các chị tính được cái vòng bèo 6 phân này là của cái vòng cổ, các chị ủi cho nó gấp đôi. Đấy. Và các chị nộn hai cái đầu của nó đi, còn một phần ở giữa các chị tra vào cái phần cổ của nó để các chị đưa vào cột nơ ở phía trước cửa của nó, trước cửa cổ đây này. Thế là xong nhá. Vậy là xong nè. Sau khi xong rồi, đây là cái vòng cổ. Còn em đã nói rồi, các chị có vải thì các chị nên cắt vải xéo. Nên cắt vải xéo đây, các chị nhìn này, góc vuông của nó như thế này, thì các chị đặt xéo cái thước như thế này này, thì các chị cắt vải xéo thì cái cổ của nó khi các chị may lên nó sẽ êm và đẹp hơn nhá. Đấy, đấy là xong cái phần bèo. Còn đấy, bây giờ sẽ dạy cho các chị cắt cái thân áo nhá. Thân áo thì các chị cắt cho em như sau. Gấp cái đây, một mảnh vải như thế này thì các chị nhìn nhá. Cắt thì các chị gấp. Gấp làm sao mà các chị ước lượng được cái phần vải này này. Khi các chị gấp nó sẽ đủ của cái, nó sẽ đủ một cái rập. Đây, ví dụ các chị đặt thân trước vào thì nó đủ thân trước. Và khi cắt thì canh vải một tí cho nó vừa với cái thân này. Đây, như thế này nhá các chị nhá. Và các chị đặt lên này. Cái phần này là vải gấp đôi thì mình cũng đặt cái phần vải gấp đôi vào đây, thấy không ạ? Và đây là thân trước thì mình cũng ghi, đây là thân trước thì các chị nhìn tí nữa các chị sẽ thấy nhá. Và các chị cắt theo tất cả những đường này cho em. Khi mà các chị không quen ấy
Để mà em quen rồi em sẽ không bao giờ mà vẽ phấn vào đây cho nó bẩn mảnh vải cả. Còn nếu các chị không quen canh cách cắt mà cứ chừa chỗ đường này một phân này, chừa cái vai một phân, chừa đường vòng nách này một phân, còn chừa cái đường sườn này hai phân. Đây nhá, bình thường này em không có cắt đâu, em không có vẽ phấn vào nó bẩn cái vải. Nhưng mà đây em sẽ dạy cho các chị này. Đó, các chị vẽ như thế này, vẽ hết những cái đường vòng như thế này, thấy không ạ? Đó, và vẽ cả cái đường sườn này. Đó, sau khi vẽ được rồi thì các chị thấy không ạ? Các chị sẽ phải sang dầu cái ly này. Đấy, các chị sang dầu cái ly này. Và khi cắt ấy, thì các chị lật ra là các chị sẽ thấy rằng là em cắt, em vẽ hết cái hình của nó. Các chị có nhìn rõ dấu phấn không? Nó như thế. Và để như thế này em sẽ cắt. Đấy. Và cái đường sườn này em chừa cho nó đường may này, các chị nhìn rõ không ạ? Đấy, đường may sườn này bao giờ em cũng chừa to nhá. Và các chị nhìn cách em cắt. Dưới này em may đường may, em để đường may của nó may chun thì em may đường may có một phân đấy. Và như thế này thì các chị nhìn thấy là đã xong cái thân trước và lấy nó ra đấy. Sau đó là các chị sang dấu cái ly nhá, cái ly ben ở giữa áo thế này, phải sang dấu cho nó. Rồi, đây là xong phần thân trước của cái thân trước dưới này. Tiếp đến các chị sẽ cắt cái phần thân. Các chị nhớ là khi các chị cắt thì các chị gấp cái mặt trái vào nhá. Gấp cái mặt trái của vải vào. Nhưng mà em cắt cho các chị thì em không muốn xoay đầu. Bởi vì khi em xoay đầu thì các chị khó nhìn vào video lắm. Cho nên em lại phải gấp cả mặt phải vào đây. Nhưng mà khi em vẽ em sẽ không vẽ ra mặt phải. Vì thế các chị cũng tương tự. Đấy không ạ? Và các chị tương tự như thế thì các chị gấp cái mảnh vải này để các chị cắt cái thân sau. Và nhớ nhá, gấp thì các chị phải gấp cái mặt phải vải vào bên trong. Còn đây này em cắt, em để cái đầu này cho các chị thoáng mát, cho các chị dễ nhìn thôi. Nếu không em chở đầu vải để em gấp mặt trái thì các chị nhìn không có rõ. Sau đó các chị đặt cái thân sau này lên. Đấy. Thì cái thân sau này cũng chiều này là gấp đôi này, thấy không ạ? Thì mình đặt lên đây. Sau đó là mình cắt này. Đấy, thì thay vì các chị phải lấy dấu phấn hết những cái viền này, nhưng em quen rồi em sẽ không lấy dấu phấn nha các chị thân yêu. Vì thế các chị nhìn dùm em nè. Khi em cắt theo cái rập thì các chị chỉ cần nhìn dùm em thêm là em cắt như thế nào và các chị cắt như thế nhá. Và sau khi lấy xong rồi thì các chị cũng phải lấy dấu cái eo này. Lấy dấu cái đường đi eo này nhá.
và sau khi lấy xong thì các chị cũng phải lấy dấu ra đây. Và lấy dấu ra đây em sẽ lấy cho từ cái đường thân trước ấy, ni thân trước nó từ đây đến đây là 8 phân rưỡi nhưng em sẽ lấy thành 9 phân nhá. Em sẽ lấy ni ở thân sau vào 9 phân. Đó, và xong đây là thân sau nhá các chị nhá. Các chị nhìn thấy không ạ? Và đây là cắt xong thân sau. Tiếp đến sau khi mình cắt xong thân sau thì các chị cắt giùm em cái tấm của cái, hai cái thân phía trên. Đấy, các chị gấp vào như thế này. Đây, hai cái phần thân phía trên nó nhỏ, các chị gấp vào. Đây, em sẽ cắt như thế này nhá. Em cắt cái tấm thân sau trước này. Đấy, cái tấm thân sau thì các chị nhìn đây này. Đây là thân sau mà các chị, cái phần phía trên các chị lấy dấu đúng không? Thì nó cũng như thế này. Đấy, và các chị chừa hết một phân đường may vòng quanh. Đấy, và khi các chị may như thế này này, thì các chị phải lấy cái dấu này, lấy cái dấu điểm giữa để tí các chị tra vào cho nó chuẩn nhá. Đấy, các chị thấy không ạ? Lấy dấu điểm giữa này, lấy dấu này để tí các chị tra vào cái đường thân thì cái thân dưới này. Đây, cái thân dưới này nhá. Đấy, thân sau này. Đây cũng là thân sau này, thấy không ạ? Thì các chị cũng phải lấy dấu của cái điểm thân sau này. Đây, các chị cũng chập thân sau vào này. Các chị phải lấy dấu điểm này. Đấy, và khi các chị tra vào đây này, đó thì nó sẽ bằng cái thân sau này, các chị thấy không ạ? Và khi các chị wrap thì các chị sẽ phải wrap cái vai của cái phần này trước, xong các chị để wrap rời cái vai này trước và các chị đưa cái đường bèo nó vào xong cái áo, xong sau đó các chị may được cái đường bèo vào cái áo rồi thì các chị mới bắt đầu wrap cái đường này với cái đường này vào đây. Đó, các chị nhớ không ạ? Em là ngu không biết chỉnh sửa video nên là không có thể nào mà wrap cho các chị may. Ví dụ đưa một cái video vào xong là wrap xong một cái áo như thế này và em sẽ lắp ghép lên cho các chị xem. Nhưng mà cái đấy thì phải để từ từ để xem em có thông minh tới cái mức mà em ngồi chỉnh sửa video cho các chị không thì đã nhá. Các chị thông cảm vậy. Từ từ em sẽ học cách chỉnh sửa video, cắt đi để cho các chị biết cách wrap một sản phẩm vào nhá. Còn bây giờ thực sự với các chị là em ngốn á, em chưa biết chỉnh sửa. Vì thế em chỉnh sửa video thì em mới cắt cái phần nào em ghép vào cho các chị để cho các chị lúc em may cái áo này này thì em quay video lên cho các chị xem luôn. Nhưng mà giờ thì em chưa biết chỉnh sửa mà em ngồi em may xong rồi em quay vào để em ghép vào luôn với lại cái cắt này ấy, thì em chưa có thời gian em làm như thế. Vì thế các chị thông cảm, từ từ rồi em sẽ chỉnh đốn đội ngũ một mình em sẽ phải học cách để em lắp ghép cái video cho các chị đấy. Và bây giờ cái miếng thân trước các chị cắt rồi, thân sau các chị cắt rồi, còn một miếng thân trước này thì chờ khi các chị cắt xong cái miếng tay nó còn dư ra một mảnh nhỏ thì các chị sẽ cắt cái tấm thân trước nhé. Và bây giờ cắt tay đấy này, khi các chị đặt nó lên đấy, các chị gấp đôi cái mảnh vải vào đây nhá, gấp đôi mảnh vải vào, sau đó là các chị gấp đôi nó vào một lần nữa như thế này. Thì khi mình cắt như thế này xong mình sẽ được hai tấm tay liền một lúc luôn nhá. Và các chị đặt như thế này này, các chị thấy không ạ? Đấy, và các chị lấy dấu hết những cái đường này, lấy dấu đây này, lấy dấu sát cái đường này đi. Sau đó là các chị cắt chừa một phân đường may ở đầu này, trên này đầu chừa một phân đường may này. Còn cái sườn này khi mà các chị cắt ở cái sườn tay ở áo ấy, hai phân thì bên này các chị cũng phải chừa to như thế. Và cách em cắt là như thế này. Thấy không ạ? Và đầu này các chị cũng cắt chừa ra. Đấy, và khi các chị cắt như thế này này thì nó sẽ thành hai cái tấm rồi. Các chị cắt cái giảm cái thân trước này đi. Cái thân trước của tay trước thì các chị phải cắt giảm đi. Đấy, và giảm cái phần này đi này. Đấy, và cái phần giảm này sẽ là của tay trước này. Đấy. Và đây, đây là chính là cái tay nhá. Và tí nữa các chị may các chị rút nhúm cái phần này lại.
thấy không ạ? Và các chị rút đúng cái phần này lại thì nó sẽ ra cái tay mà các chị đang mong muốn nhá. Và đây là xong cái phần tay này. Đấy. Sau khi xong phần tay rồi thì các chị cắt cho em cái phần đây. Khi các chị xong rồi thì các chị đặt cái phần nhỏ nhỏ này lên và các chị cắt cho em cái phần thân trước này. Cái phần thân trước này ở trên thì các chị gấp nhỏ thôi. Đấy. Gấp làm sao các chị canh làm sao nó vừa đủ thôi nhá. Nó vừa đủ thôi, nó đã... còn dư vải thì mình làm cái việc khác. Chứ không có để cho nó hoang phí. Đấy. Và các chị đặt vào đây này, thấy không ạ? Và các chị cũng lấy dấu cái đường vòng quanh cái nẹp này như thế này. Đấy. Và cách các chị lấy dấu thì em cũng chỉ mãi rồi. Và các chị cắt cho em như thế này. Đó, cắt cái đường vai này chừa một phân. Và cái miếng này cũng chừa một phân. Đó. Và các chị nhớ không, nếu mà các chị cắt nẹp rời ấy, thì các chị phải phải tất cả những cái tấm này các chị đều phải cộng nẹp rời trước rồi sau đó các chị mới rã ra, thì cái đoạn này nó còn phải tính thêm cái đoạn nẹp rời vào đây nữa nhé. Đấy. Và như thế này thì đây là phần của thân trước trên. Đấy. Và sau khi xong như thế này rồi thì các chị đã cắt hoàn chỉnh một cái áo. Và bây giờ các chị chỉ cần may thôi thôi và các chị bỏ ra may thì các chị may cách may thì em dạy cho các chị như sau đây. Đây là cách may này. Đầu tiên là các chị dùng cái tấm này. Đúng không? Cái tấm này này, các chị ráp với cái tấm nhỏ này. Đó. Hai cái đầu vai con của cái phần nhỏ này ráp vào với nhau đi. Sau đó hai cái phần vai của cái phần to này các chị cũng ráp vào với nhau. Đấy, hai cái vòng nách nó vào với nhau này, thấy không ạ? Sau khi các chị ráp vào rồi thì các chị đưa cái đường bèo của nó bắt đầu từ cái đường bèo của nó này, các chị may bắt đầu bèo vòng 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 nhúm bèo này, thấy không ạ? Và khi các chị nhúm bèo trái hết cái đường này vòng sang đây và vòng cả sang cái thân phía đối diện, cái này là phải gấp đôi thì nó sẽ vòng ra cái đầu đối diện. Các chị chạy hết một vòng, sau đó các chị mới đưa cái tấm này, thấy không ạ? Các chị mới đưa cái tấm các chị ráp này vào. Đấy, đưa cái tấm ráp này vào và các chị đưa vào đây. Đấy, tấm ráp nó xuống. Đấy, và khi các chị may xong các chị ráp nó xuống đây này. Đấy. Thì nó sẽ thành hình cái áo mà các chị muốn. Sau đó là các chị cắt một cái tấm nẹp cổ này, thấy không? Và các chị cắt một tấm nẹp cổ này ủi keo đi để may lật vào phía trong thì nó sẽ đẹp hơn. Và khi các chị may cái cổ này các chị sẽ dùng bàn ủi ủi cho nó phẳng đứng nẹp này ra này. Đấy, đưa nó vào đây. Và các chị may nó vào đây này, đúng không? Khi các chị may miếng nẹp này vào đây xong thì các chị sẽ dùng một miếng nẹp mà em nói với các chị cắt một miếng nẹp như thế này. Trường ơi, mẹ nói rồi đấy nhá. Đấy. Các chị thấy không? Cắt một miếng nẹp như em nói đây này. Đấy. Như này nhá. Thân trước hay thân sau cổ thì các chị cũng phải cắt. Cắt như thế này này. Đấy. Và khi các chị cắt cái miếng nẹp này, đưa nó vào vòng cổ này đúng không? Thì các chị đưa cái đường nẹp này vào đây. Sau đó là các chị lật nó vào. Thấy không ạ? Thì khi nó lật nó vào phía trong thì cái đường cổ nẹp này nó sẽ vẫn còn đứng im ở trên này. Đó. Thì nó sẽ đẹp hơn cái vòng cổ, hơn là các chị đem kẹp vắt sổ nhá. Kẹp vắt sổ thì nó cũng vẫn thành vòng cổ nhưng cái cổ nó yếu thì nó không được đẹp lắm. Các chị nhớ đấy. Đấy, nhớ là cắt cái miếng nẹp này này, đúng không? Nghĩa là cắt vào đây. Và tương tự như vậy cái miếng nẹp này này cũng cắt nó vào đây. Một miếng nẹp như thế này và đưa vào đây. Và các chị may cái nẹp ấy, thấy không ạ? Cái dây các chị may từ đây này, chừa từ đây ra đây 5 phân, các chị chỉ may cái nẹp đây nhá. Ví dụ các chị may cái nẹp đầu nẹp của nó để cột dây này, các chị may nộn cái phần này đi. Sau đó các chị chỉ may từ 5 phân này, chạy lên tới vòng cổ sau, về cổ trước cũng 5 phân cách xuống. Và cái phần chỗ này thì nó có cái nẹp đi xuống dưới rồi. Sau đó là các chị cột dây ở cái đoạn đằng trước này. Rồi nhá. Rồi, thân ái chào tất cả mọi người. Cách em chỉ như thế thì nếu mà các chị thấy em phải thay đổi những cái gì thì các chị cứ comment vào để cho em biết và thay đổi. Sau này em sẽ làm những video mới nó tốt hơn bây giờ rất là nhiều, vì mới làm cho nên cũng chưa được hiểu lắm. Các chị em thông cảm và ủng hộ kênh cho em. Và nếu muốn cắt cái mẫu nào thì em muốn em cắt cái mẫu nào cho các chị thì các chị có thể inbox qua dạy cắt may thời trang trong kênh fanpage của em.
thì em sẽ chỉ cho các chị nhá. Rồi em thân ái chào tất cả các chị. Chúc các chị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc ạ.